Các bạn ơi, hôm nay mình đưa các bạn đi làm đẹp nha. Trước hết là mình đưa mẹ của mình và cháu mình đi làm đẹp. Tới Cali ấy, là Kitty hay đưa gia đình và bạn bè đi làm đẹp lắm. Sau khi đi làm đẹp rồi á, thì sẽ đưa đi ăn bánh bao nè. Bánh bao ngon nhất ở Busan là ở đâu nè. Rồi đi ăn chè. Mà đối với mình chè ngon nhất ở trong lòng mình là ở đâu, mình đưa các bạn đi ăn. Hôm nay là mình đưa mẹ mình và cháu mình đi review luôn, để cho các bạn xem là thật sự nó có ngon như lời đồn hay không. Và đi tới Nam Cali mà không biết làm đẹp ở đâu thì theo dõi Katie nha. Và bây giờ mình mời các bạn đi cùng Katie ha. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với Katie Food Story. Dạ, chào bà cô chú. Chào quý vị. Hôm nay Katie đưa mẹ Katie và cháu Katie đi làm đẹp. Tại hôm bữa mẹ Katie qua đây rồi làm chân mày á các bạn, nhưng mà cũng mấy tháng rồi cho nên bây giờ quay lại thất chấp. Còn cháu của Katie chưa bao giờ làm luôn. Rủ mấy lần nó thôi con không muốn làm, nhưng mà hôm nay nó thấy bà ngoại làm xong đẹp quá, nó hôm nay con muốn làm. Cho nên là đưa đi làm đẹp. Đi làm đẹp bé Cam làm xong chắc bé Cam sẽ thích á, không cần phải vẽ chân mày nữa. Và bây giờ mình bắt đầu vào trong ha. Đến với Nam Cali mà không biết phun chân mày ở đâu, làm đẹp ở đâu thì có thể ghé ở đây các bạn. Mình làm ở đây rất là nhiều năm rồi, mấy năm nay rồi, thích lắm. Các bạn mà nhìn thấy cái chân mày với là cái môi của Katie hồi xưa nhìn hết hồn. Hồi trước là chân mày của Katie là nó bị chỗ xanh chỗ đỏ các bạn, và nó rất là mỏng. Còn hôm nay là chân mày làm lại cho nên rất là đẹp. Kelly Hà là mình thấy là rất là tận tâm với khách, giống như là rất là chiều khách nha các bạn. Thank you Cam. Wow. Hai em. Wow. Khỏe. Lâu quá không gặp. Ôi. Thôi mời bác vào đây đi bác. Tiệm đẹp quá ha, này mới remodel nè các bạn. Mới remodel sơ sơ à. Wow, đẹp quá trời. Ủa vậy mà sơ sơ hả? Hôm nay các bạn biết gì, hôm nay là chủ nhật mà Kelly Hà không có làm chủ nhật nha các bạn. Thường thường là em chỉ làm là từ thứ hai tới thứ bảy, nhưng mà thì chỉ rảnh có ngày hôm nay đưa mẹ mình đi làm thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy ồ, nói trước nói sao, ủa sao tiệm không có khách chứ tiệm này đông lắm các bạn ơi. Ngày thường là đông khách lắm. Dạ. Con mời bác vào đây cho con. Kelly là có một cái phòng riêng nha các bạn. À, trong này rộng lắm. Nhưng mà... Ok. Giờ ai làm trước? Bé làm trước ha. Em ngồi lên đây giùm chị. Đây. Đẹp chưa? Cam nói lắm, bé Cam mới làm á, tại biết sao không, đây nè, bé Cam nói giờ con làm biến vẽ quá cho nên là muốn làm. Đây nè cái lông mày của Cam nè, thì có cái đầu lông mày, dạ không có cái đuôi thôi, nhưng mà cái đầu lông mày đẹp quá rồi. Với bé còn trẻ mình làm thật là tự nhiên, làm nhạt nhạt thôi ha. Khi bác ăn rau người lúc này là rau tư. Bây giờ đây là cái form ha, em điền vào giùm chị xong rồi chị sẽ bôi tê. Em chờ tê 10 phút rồi mình sẽ vẽ shape lên ha. Dạ. Và điền lên. Cái đồ ít này initial giúp chị nhé. Dạ. Ok, chờ chị bôi tê lên cho em ha. Dạ. Rồi chờ tê 10 phút xong chị vẽ shape, chị tư vấn cho em. Xong mình ok thì mình bôi tê xong rồi làm không có đau, không có sưng nữa. Cái chân mày của Katie nè các bạn nhìn nè, hồi xưa nó mỏng dính vậy nè các bạn. Nó mỏng dính mà nó có tới 3 màu, màu đỏ, màu xanh và màu nâu. Tại xăm ra nó bị vậy các bạn. Sau đó mình phải để cho Kelly làm lại, cho nên là cái chân mày của mình bây giờ đối với các bạn nhìn vô thì thấy nó không có hoàn hảo. Mình cũng công nhận, tại vì không có chân mày ai mà hoàn hảo. Bạn nhìn thì chân mày không có ai mà nó giống nhau á, tại cái hai cái khung xương đó, nó hình như trên lệch. Thì vẽ ra nó có thể là 9-10 thôi. Nhưng mà mình rất là vui, mình happy các bạn. So với lại chân mày hồi xưa cong vòng mà nhìn giống như vầng trăng mà nhìn mỏng dính vậy, với bây giờ là mình rất là vui. Và nếu mà các bạn nhìn thấy cái môi của mình nè, lúc trước khi làm ở bên em Kelly á, là nó thâm tím vậy nè các bạn. Đó, nó tím rịm vậy đó. Mà mình mỗi lần các bạn thấy lên video là mình phải thoa son, thì cho nên các bạn không thấy tím. Nhưng mà thật ra nó bị thâm và nó bị tím dày. Rồi sau đó mình làm thì nó mới ra màu này. Nhưng mình nói trước nha, tại vì á, cái màu da của mỗi người nó sẽ khác. Tức là sao? Nếu mà bạn nói là muốn cái màu y chang Katie, làm cái màu y chang đó, nhưng mà lên cái màu da bạn sẽ khác. Tại vì chính Katie nè, Katie nói muốn làm cái màu giống như em Kelly Hà đang có,
Nhưng mà lên màu da của Katie nó không có giống các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái môi của mình nó đang bị thâm. Rồi mình để cái màu của em Kelly Hà giống y chang vậy thì nó sẽ ra cái màu này. Mỗi cái màu da nó sẽ ra khác nhau. Cho nên là Katie muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Trong lúc chờ đợi bé Cam ủ tê cái chân mày, mình chia sẻ các bạn. Mình nhớ tới đâu mình chia sẻ tới đó nha. Ok, giờ xong 10 phút rồi. Bé xếp cho em á. Nhưng mà chị làm cho em thật là nhẹ nhàng, tự nhiên. Thì em có đầu cái lông mày thật thì mình làm kiểu cái đuôi xíu thôi. Wow. Đó, dài okay. Nét thôi. Rồi em nhìn cái set nha. Nhìn cái set thôi, đừng có lo về cái màu ha. Cái đầu nó không có vuông như thế này. Đây là chị đánh dấu thôi. Nhìn cái set. Lông mày em cái đầu nó đẹp lắm, mình để nguyên cái đầu. Mình chỉ phun nhẹ tí xíu đuôi thôi, tại vì em còn trẻ nữa. Ha. Các bạn nhìn nè. Đó, vẽ ra một cái là nhìn khác liền luôn á. Before and after thấy rõ luôn á. Nhưng mà một lát á là bé Cam nói là làm này lợt, là Kelly sẽ làm này là làm lợt. Nhìn nó rất là tự nhiên. Đẹp quá Cam. Dạ thương ha. Nhưng mà thích phải không? Giống như mình coi có happy với cái sếp không? Mình phải xem thật là ưng ý mình hẳn làm. Tại vì làm cái này là làm full vào chứ. Giống như là không phải là mình make up. Mình thích là mình xóa đi được easy. Đây là mình, đây là khách cũng vậy. Nên đến em nói là phải nhìn cái sếp. Mình phải cực kỳ ưng ý mình hẳn làm. Còn không ưng ý hay chưa cái gì, mình cứ sửa bao giờ sếp ưng ý mình hẳn làm. Dạ. Kelly là nhiệt tình lắm. Trời, có một người khách Kelly tâm sự vẽ một tiếng hồ vẽ tới vẽ lui luôn á, từ tới khi happy thôi rồi mới làm á các bạn. Dễ thương lắm, giống như là có tâm với nghề lắm. Đẹp quá Cam. Con thấy đều rồi phải không? Dạ con thấy đều. Ok. Mình là bị bệnh nghề nghiệp. Mình mà thấy ai chân mày mà có vấn đề gì là mình lôi đi, nhất là gia đình mình lôi đi làm hết. Giờ bé Cam lên dĩa đó. Lần đầu tiên là bé Cam làm á, có hồi hộp không Cam? Con biết ra đó, tặng hai con sườn không? Nhưng mà tin tưởng cái là biết gì không? Không có ra cái kiểu xăm, không có ra xanh lè hay là gì, hay là nó quá sâu. Trời ơi, bạn mà nhìn chân mày của em của Katie hồi xưa đó, các bạn không khóc thôi luôn, tội nghiệp lắm các bạn. Đi xăm sao mà nhìn giống như hai con sâu rợm vậy đó. À các bạn ơi, sẵn đây cho Katie thông báo là hôm bữa Katie có mời các bạn chơi mini game cùng Katie á. Thì mini game đó nếu mà bạn nào thắng giải thì Katie sẽ mời các bạn làm phong thê chân mày free, miễn phí nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà trúng giải mà ví dụ không có thích dùng hay là đã làm qua rồi và không thích dùng, có thể tặng cho bạn khác. Và nam cũng chơi được nha các bạn. Thường thường á các bạn nghĩ là nữ chỉ phun chân mày không phải nha các bạn. Nam cũng có đi phun chân mày nữa các bạn. Cho nên là các bạn nhớ tham gia trúng giải cùng Katie nha. Bữa nào Katie bắt đại ca, bắt cóc bỏ dĩa cho đại ca là làm chân mày luôn. Tại chân mày của đại ca lợt lắm các bạn. Bé Cam hỏi rồi dừng 3 triệu không? Nó không chịu cũng bắt cho nó làm luôn. Mà nam á, mình thấy có nhiều người ta làm ra rất là đẹp nha. Làm ra là cái gương mặt nó khác liền các bạn. Cái này là... không có đau, không sưng, không chảy máu gì hết. Đúng rồi, cái này là gen chi không đau, không sưng, không chảy máu. Đau không Cam? Dạ không, con không feel gì luôn. Không feel gì luôn đó. Ok, xong wow. Điểm là đã có cặp lông mày đẹp. Đây đây, đẹp chưa? Đây nè. Phải nhìn cái hình before and after mới thấy đẹp các bạn ơi. Nhìn đẹp không các bạn? Giống như mới cắt nhẹ ra được, không ai biết rồi. Là mình mới đi xăm về luôn. Ha. Đó, nhìn cái hình hồi nãy nè. Đó, cái hình hồi nãy nè, nhìn before and after thì mới thấy cái chân mày với Cam đẹp như thế nào. Tại vì Cam. Bé còn trẻ, bé không thích làm ở chỗ đầu. Nên là em làm lợt.
nên là chỉ cần làm cái đuôi thôi, bé chỉ thích làm cái đuôi con thôi, không có làm cái đuôi. Nhưng mà vài bữa nếu mà chóc là nó lợt hơn nha Cam, tại bé Cam thích lợt. Dạ. Vài bữa nó đẹp lắm á. Vậy để vài bữa về bao quay cho. Dạ, nhưng mà muốn đậm, muốn cái đuôi mà không muốn cái đầu là còn muốn tự nhiên. À, dạ. Ok, đẹp quá, tự nhiên nha bé. Dạ, nhìn rất là dễ thương. Giờ khỏe khỏi còn dễ mỗi ngày. Cảm ơn chị. Mình thích đó. Cảm ơn em. Rồi vài bữa nữa làm gì với ông Cam? Vài bữa nữa làm mí, làm môi luôn Cam. Giờ có dịp thì làm hết luôn. Cam mà làm môi lên gì ba nghĩ đẹp lắm đó Cam. Làm một lần rồi hết sợ. Đầu tiên là còn sợ. Tại biết Cam sợ đó, cho nên là kêu chỉ làm hoài chị không làm, nay chị mới chịu làm nè. Dạ, nhìn dễ thương. Cảm ơn chị ba, cảm ơn chị. Chị dặn aftercare ha. Về lông mày em á, em không có phải ăn kiêng gì hết. Tại vì mình làm không có đau, không sưng, không chảy máu, không phải ăn kiêng gì hết nha. Em tránh nước một ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai á, em bôi Vaseline ngày 2 lần dùm chị. Bôi một lớp mỏng thôi nhé. Bôi 5 ngày đầu là nó bong ra là đẹp. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Mà các bạn nhìn nè, không đau, không sưng, không chảy máu là có thiệt nha các bạn. Không có chảy máu gì luôn nha các bạn. Rất là đẹp mà không bị sưng gì luôn á. Tức là làm xong là cứ ra đường vậy thôi. Đẹp quá ha. Cam hài lòng phải không con? Dạ, hài lòng con. Rất hài lòng hả? Dạ. Vậy của bé Cam là bao nhiêu em? Của bé 350 mà em giảm cho 50, còn 300 ha. Em ai cũng vậy nha. Là bao giờ? Là ai cũng vậy hết phải không? Không, fan của Katie lúc nào fan của Katie, ok. Chương trình từ lâu lắm rồi nhưng mà lúc nào fan của Katie tới cũng là giảm 50 hết. Tức là cái promotion này là đã hết rồi, nhưng mà mỗi lần mình đưa gia đình mình tới thì mình xin Kelly là cho fan của KT là nếu mà muốn làm thì cho giảm giá, nhưng mà phải chân mày chưa bao giờ làm giống bé Cam. Còn nếu mà chân mày làm rồi thì sao? Là 400 giảm 50 còn 350. Ok. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, cảm ơn chị. Giờ tới mẹ chị nha. Dạ. Giờ thất chấp mẹ. Mẹ ơi. Dạ, giờ tới mẹ. Tội mẹ, nãy giờ mẹ ngồi mẹ đợi. Trong khi chờ đợi là Kelly có thoa thuốc tê, ủ tê cho mẹ. Đi. Mệt không à? Tới bụng chưa? Quay xong mình đi ăn ha. Đó, đẹp không à? Đó, vui ghê không? Thích ha. Cam giờ vui lắm. Mẹ Katie làm là làm chân mày thì kỳ rồi. Là cũng cỡ 8 tháng rồi các bạn. Cho nên giờ là qua rồi, thất chấp lại. Lông mày bác là lông mày trước là đã làm rồi sửa lại, với hai là bác không còn ký lông nào. Thế chứ làm thì nó cũng không ra tự nhiên bằng bằng bé mà có nhiều lông ở đầu. Mẹ của Katie là không còn sợi lông nào trên trên mày á, mà kỳ rồi á là phun mí mắt luôn á, làm kiểu Hàn Quốc á, cho nên đỡ chứ hình lúc mà chưa làm á trắng xác à. Làm xong mẹ vui lắm, cho nên giờ mẹ nói ok mẹ chở mẹ ra thích chấp lại. Nó không phải là nó một dọc luôn. Anh chỗ đen thì đúng rồi, má con bị nhiều người như thế, nhưng mà nó vẫn có lông, nó vẫn đẹp hơn. Ừ, em mình đi cạo chân mày hèn chi không còn cạo là cạo ngoài cái xét thôi. Tại vì cái mặt bác râu đây nè, rưỡi đây nè, nên bác không cạo mà nó cái râu nó ra cái tự nhiên chồm trắng chồm đen chồm trắng. Làm gì nào giờ bác hay đi cạo vậy, nó quen rồi đó. Đây, đẹp không các bạn? Mẹ thấy hài lòng mà, mẹ nhìn kiến mà coi, mẹ thấy coi gì thích không? Thích, đẹp lắm, mẹ thích lắm. Mẹ mình thấy vui là được rồi, đẹp ha. Cảm ơn bác nha. Lần sau qua, hôm nay bác cũng muốn làm môi mà không có thời gian. Tại vì đến đây để lần sau ha. Lần sau chuyến tiếp theo qua muốn làm cho mẹ làm môi luôn, nhưng mà tại vì Kelly là có hẹn cho nên là không có làm được, thôi làm chân mày thôi. Sẵn đây mình nói em Kelly lấy cái khẩu trang ra cho người ta coi để gương mặt đẹp sáng chân gì mà cứ tối ngày bịt cái mặt rồi. Để biết làm bắt buộc là phải đeo khẩu trang. Nhưng mà nếu mà muốn phục vụ tận tâm mà làm giống như cho tới khi bạn hài lòng luôn rồi mới làm nha các bạn, vẽ tới khi hài lòng luôn là các bạn cứ gọi vào số phone của em Kelly nãy giờ mình để trên màn hình á, cứ gọi vào lấy hẹn với em Kelly, mà phải đặt lịch trước chứ bà walk in đôi lúc bận không có làm được cho các bạn nha.
Dạ. Cảm ơn anh. Bác, cảm ơn cả nhà đã tin tưởng tới làm ha. Dạ. Okay. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Cảm ơn con đã làm cho bác hài lòng. Dạ. Vui lắm. Mẹ vui quá chừng. Mẹ vui là vui là được. Giờ đi ăn hả? Ừ, giờ đi ăn. Mẹ muốn ăn cái gì nè? Đẹp không phải đây. Bye chị. Bye cưng. Dạ, lần sau có dịp qua con. Cảm ơn con. Ok. Have a good day. Thank you. Bye cưng. Giờ là ai cũng happy phải không? Giờ đi ăn. Làm này đẹp quá chừng luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hết. Là cái chỗ mua chè gì đó hả? Dạ. Giờ muốn ăn gì nè? Thèm cái gì? Con thèm bánh bao. Bánh bao. Chè. Chè bánh bao. Mà mẹ có thèm gì không? Mẹ có chi ăn chay. Mẹ thèm gì không? Có muốn mua đậu hũ gì về ăn không mẹ? Mẹ có kho chay nhà có mà, đậu hũ. Mà mẹ có thèm gì nữa không? Thì con đi mua con sáng chay thì thôi được, ở nhà có được kho chay mẹ đem qua đó. Dạ. Ngon, có nhiều. Bây giờ chạy lại Bô Sa, bánh bao ở Bô Sa thì có nhiều tiệm lắm, nhưng mà cái tiệm mà ngon nhất là với Cam biết ở đâu không? Cam có coi video của dì ba không? Chưa có khúc đó. Có, chưa có khúc đó. Rồi đi, đi mua bánh bao ăn. Bình thường là cái chi đi cái location ở khu Phước Lộc Thọ các bạn, mà hôm nay đi đây cho nó tiện. Ủa nhưng mà không có chỗ đậu xe. Nghĩ nên nó tiện, nó có chỗ đậu xe hơn. Còn bên kia mỗi lần tìm chỗ đậu xe khó. Bên này rộng hơn mà cũng có chỗ đậu xe ta. Nè mình vô mua bánh bao dăm mì nè các bạn. Đây hả? Dạ. Đây, bánh bao dăm mì các bạn. Ở đây mình thấy ăn được nhất dăm mì. Bạn thích ăn chỗ nào nữa chia sẻ Katy mình đi ra quay review bánh bao nha. Tại rất là nhiều bạn thích ăn bánh bao. Mình cũng ăn nhiều chỗ nhưng mình thích mấy cái bánh bao nhỏ dễ ăn. Ờ đúng rồi, đông quá các bạn. Giờ đứng xếp hàng đông quá. Đông quá các bạn ơi. Ở đây người ta bán bánh bò rồi. Bánh bò hấp ngon, heo quay ngon, heo quay 15 đồng thao. Nếu mà trả bằng thẻ phải trả thêm 3% tiền phi nha các bạn. Thì trả cho nên là tới đây thì trả tiền mặt thì đỡ tốn tiền phi. Mình mua 2 hộp bánh bao trứng muối, 2 hộp là 37 đô nha các bạn. Thì phải trả tiền mặt. Mà mình thấy business nhỏ nhỏ như bây giờ đa số là vậy đó. Nếu mà bạn không trả tiền mặt thì người ta sẽ cộng thêm phi. Có những chỗ như thế này thì chấp nhận, nhưng mà có những chỗ mình thấy người ta la, người ta chửi quá trời luôn. Giống như tại sao sao không tính thẳng vô trong cái tiền đi mà phải cộng vô phi, người ta không chịu các bạn. Kiểu giống như là người ta không có chấp nhận phải trả thêm tiền tiền phi đó. Nhưng mà thật ra có những chỗ người ta đã cộng tiền phi vô rồi, có những chỗ người ta không cộng vô. Thì bởi vì sao? Tại mình cũng có hỏi thăm. Tại vì những chỗ người ta không cộng vô, bởi vì người ta nếu mà cộng vô thì những người trả tiền mặt mà cộng phi vô đó thẳng luôn thì tội cho những người đó. Đó là lý do tại sao có những business người ta không có cộng tiền thẳng vô. Rồi người ta sẽ charge bạn nếu như bạn, giống như business này nè, là người ta sẽ charge bạn nếu bạn trả thẻ để mà phụ cái phí đó. Tại vì phí credit card là tới 3% được nha các bạn. Mà tiệm KT Food Shop á, không dám cộng thẳng vô, mà cũng không dám lấy cái phí đó luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi mua chè. Cái tiệm chè này á, là đại ca rất là thích. Cứ tối ngày kêu KT là phải chạy lại đây mua, chạy lại đây mua cho bé Cam, cứ kêu vậy hoài à. Không có một đồng quảng cáo nào đâu nha các bạn. Đi vô mua là trả tiền nha. Đó, cái tiệm Back and Chè. Cái location này nằm trên đường Garden Grove và đường Brookhurst nha các bạn. Tại vì cái chỗ bên kia khó tìm đậu xe quá à. Cái chỗ đậu xe khó tìm á. Ở đây thì dễ hơn. Và bây giờ Katy quay chia sẻ các bạn cái giá cả trong này nha. Đây là giá cả chè bây giờ là giá cả như thế này nha các bạn.
nhìn hình rất là hấp dẫn ha. Không gian quán nhìn thoáng, rộng, rộng dễ sợ luôn á. Tiệm này hồi xưa là sushi nha các bạn. Giờ người ta đổi thành cái tiệm chè bự dễ sợ không? Đây nè, đại ca bắt đi mua chè cho bằng được. Bếp hình chè, có bạn nào ăn đây chưa? Rồi, mời bé Cam nha. Dạ, mời ông bà cô chú. Giờ bé Cam review chè, Bếp hình chè. Đáng lẽ là tụi mình đi lại chè Hiển Khánh, tại mình thích ăn chè Hiển Khánh các bạn. Nhưng mà đại ca nói là hơi đi lại bếp hình chè thử luôn, bé Cam thích nào hơn? Con là order chè bơ. Chè bơ, à. Thật ăn thử. Nó ngon như bà kia mới húp nước thôi mà ngon. Vậy hả? Nó không ngọt lắm, nhưng mà béo béo. À. Mấy người mà thích ăn mà sinh tố bơ mà béo á thì sẽ thích cái này. Nó không thích béo thì chắc không thích đậu. Vậy bà ăn thử không? Không, không. Con ăn trước đi. Dạ. Con ngon. Có ngon hả? Ở trong đây, dạ. À. Bơ thì ở dưới. Ngon. Kế đến là Kitty đi tới tiệm chè yêu dấu của mình. Tại vì mình thích ăn chè ở đây các bạn ơi. Thạch chè Hiển Khánh. Hy vọng còn nha. Tại đôi lúc mình tới trễ là hết các bạn. Ở đây người ta đóng cửa 7 giờ. Thứ tư đóng cửa. Mở cửa 7 giờ rưỡi sáng tới 7 giờ. Con thích chè Thái hay là chè ba màu? Chè ba màu dai ngon không Cam? Chè ba màu dai đi ha. Hai chè ba màu dai, một chè ba màu thường. Các bạn nhìn nè, đó, đi tới giờ này á, chạy chở chút là không còn gì hết trơn. Tại dọn dẹp hết trơn. Muốn ăn là phải tới sớm các bạn. Gỡ 3-4 giờ là coi như là bán cũng gần hết. Không còn gì hết trơn. Ở đây có nhận gieo luôn các bạn. Ở bên Việt Nam thì đó là chuyện thường không? Nhưng mà bên Mỹ mình thấy là hiếm chỗ nào nhà hàng mà chợ nhận gieo. Dạ, cho trả tiền. Dạ, cảm ơn. Chè hôm nay mình nghĩ là lên đây này nè. Chè lạnh là 6,5 đồng một ly, có giá hết nè nha. Đó. Là lên giá rồi, hôm bữa là 6 đồng, hôm nay là lên là 6,5 đồng. Gần giá bây giờ lên thang, lên thang hết các bạn. Cho nên là cái gì cũng lên hết nha. Nhưng mà xôi có 4 đồng. Xôi đậu phộng, xôi gà, bánh dây lợn, bắp hồng. Cái này là 4 đồng, giá vẫn còn rẻ ha. Chị ăn chè ở đây từ lúc mà 2 đồng, 2 đô một ly chè. Bây giờ lên 6,5 đồng là các bạn biết thời gian bao lâu rồi. Mình thích chè ba màu dai đây. Mà chè ba màu dai là phải đi cái location này. Đó là đường Westminster nha các bạn. Là mình thấy ngon nhất. Tuy là những chè Hiển Khánh khác cũng có. Nhưng mà không hiểu tại sao mình lại ăn. Mình thấy không ngon bằng ở đây, không hiểu luôn. Đây nè. Mua 2 hộp nhưng mà cho cái chú homeless 3 cái. Mời các bạn nha. Ăn bánh bao xong rồi ăn cơm với lại chao. Thèm chao quá các bạn ơi. Mời bà cô trước. Mình thích cái bột bánh bao này. Nhưng mà thích nhất là nhưng bánh bao người ta làm thơm ngon, công nhận hay, không bị khô ha. Trứng muối á, đại ca lại ăn đại ca ơi. Họ 18,5 đô rồi 9 cái.
Cũng như người ta làm vừa ăn thơm, bỏ tiêu nhiều cho nên cắn chúng miếng tiêu rất là thơm. Ngon ha? Dạ, ngon. Bên Houston cũng có tiệm bánh bao. Dạ. Không biết còn ngon người hương không? Thấy mình ngon hơn. Ngon hơn. Dạ. Tại vì á, bên Houston mình thấy người ta mua bên đây ship qua luôn các bạn. Mà ship á, là giá đâu có giá này nữa, mắc lắm mà người ta vẫn ăn. Bên đó nhựa thêm nhân nó không nhiều bằng mà cái bột nó dày. Ừ. Không nhỏ nhưng nhiều thôi. Mua trả tiền nha các bạn, chứ không có quảng cáo cho ai nha. Người ta đâu quá, người ta đâu có còn ai quảng cáo rồi các bạn. Ở đây kìa, đây được bầu lên, bầu nhà chồng nha các bạn. Ăn với chao, với dưa leo rồi rau muống xào. Hôm nay ăn thanh đạm nha các bạn. Chao này ngon lắm các bạn ơi, cái chao này là chao khoai môn, ngon lắm, nó không có mặn, mình ăn mình ghiền lắm các bạn. Ủa rau muống có chưa nhỉ? Chấm nhiều chao vậy nó mới ngon. Mời các bạn nha. Mẹ kêu Thi ăn tàu hũ. Hôm nay lại nhà ăn chay các bạn. Mẹ kêu Thi xào làm đồ kho chay rất là ngon. Ủa sao mẹ không ăn à? Này quá trời ạ. Quá trời. Rau muống chấm chao. Mà gì ta mà ngoại. Mời mẹ. Ba cô chú. Mời đại ca. Con ơi. Dạ. Các bạn nói sao á, không bao giờ mời chồng hết. Có mời chứ, nhưng mà có là đại ca lo quay á các bạn. Không có cái đem theo cây quay. Đại ca lo quay cho nên đâu có ăn cùng lúc được. Chào ngon dễ sợ luôn á. Mình thích ăn rau muống các bạn. Rau muống mùa này còn rẻ nha, 1.99 một thau. Có mùa 3.99 cũng ăn nữa. Lâu lâu ăn bầu chấm chao ngon mẹ ha. Nó có cái mình chay không á? Chào ngon ha. Kỳ này mua về đem về bển ăn cam. Ngon. Bên đó không biết có không nhỉ? Có chứ. Để có bán mà không? Có. Có bán được. Bây giờ lâu quá không ăn thôi. Mà loại này sao? Dạ. Có cái loại mà một lần mẹ hay mua đó, không có đem mà xé ra. Không. Cái loại này ngon hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ngon hơn. Chao môn. Chao môn ngon các bạn. Chao môn ngon các bạn. Mình thấy chợ nào giờ ở đây 5 cali cũng đều bán hết. Như bên đó không có bán chao môn không ạ? Có, mà ít hơn. Chao này bạn ra tìm tạp hóa Bảy Bô Sa, chợ Đông Ba. Chợ, mình thấy chợ Green Farm cũng có bán, mình thấy. Rồi chợ Sunrise cũng thấy bán. Bệnh nó có cái chao nó để là hạnh nhân, yeah. Làm bằng hộp hạnh nhân. Mới nhìn vô cái cục chao nó có dâu á. Cái trắng trắng nhỏ nhỏ. Bây giờ bên đó nhiều lắm. Tại vì nhiều khi họ làm cái loại mới á. Cái nó chưa mềm, cái họ phải cho miếng dâu để nó mau mau, mau chín. Giống nhau. Không mệt quá. Ủa? Đây đang ăn cơm chưa? Ảnh nó ngán gì khó. Đi thóc lắm mẹ hả? Đi thóc mà. Chị định này nó ảnh đi thóc, ảnh ăn. Mà còn ăn bạc. Con chịu ăn. Để tóc mở ăn cơm rồi hả con?
Một tháng này à, chơi chuyên trứng nha lớp mỡ. Ừ. Giỏi vậy đúng không? Chơi biết nấu cơm nè. Chiên cơm nè, chiên trứng nè. Chiên trứng cho anh. Chiên trứng cho anh Tóc Mỡ đi Úc ăn. À. Giỏi không? Chờ Tóc Mỡ còn không biết làm gì. Anh muốn khoan bộ với ông đấy hay là kiểu gì nữa. Ừ. Ngon. Đây. Đây là chè tới bếp cam là thử chè Hiển Khánh đi ca. Trộn lên ca. Rồi con ăn con so sánh nha, tại vì cái này nó có đậu xanh này nha. Đậu xanh là mình phải quậy cho nó đều, nó trộn đều. Mà con dính cục đậu xanh con ăn thử nó ngon lắm ca. Nó béo ngon. Trên chào ông bà cô chú nè con. Chào ông bà cô chú. Dạ con mời ông bà cô chú nha. Ừ, nó ngọt, thơm ngon vậy mà. Nghĩa hả? Dạ, đậu xanh ngon. Đậu xanh nó béo ha. Dạ, mà béo, đánh mịn lắm. Thấy không đâu làm cái đậu xanh này ngon như chè Hưng Khánh các bạn. Dạ. Mình mua trả tiền nha các bạn. Không ai cho free nha. Wow, dạ, để quậy nó lên. Phải quậy đều lên. Dạ. Muốn bỏ đá đúng thêm không cam? Nè, cho dạ thêm đá không? Dạ, không sao. Như đây là phải. Ngon. Ngon. Đậu xanh nó mềm thiệt á, vừa ăn vô cái nó tan liền. Tan nhưng mà dạ cái vị nó làm thơm không? Dạ thơm, thơm mà béo nữa. Con là thích chè béo. Ăn thử mấy cái thạch nha. Dạ rồi ăn thử coi con thích cái nào hơn. Ừ. Tớ mở ăn đi con. Ừ, cái gì mà giòn rụm ngon vậy? Cái viên hạt lựu. Hạt lựu á. Ừ. Ké vô hen. Gia đình là không có được ăn chè mà coi anh ké với cam kìa. Dạ. Ủa chị đây dạ, mời ông bà cô chú chưa? Mời ông bà cô chú kìa. Mời ông bà cô chú. Ừ. Rồi chị cảm thấy cái chợ chè nào con thấy thích hơn? Con thấy thích này hơn. Thích này hơn hả? Dạ, cái đó cũng ngon nãy. Cái vị không? Á, cái vị á là dì ba thấy thích này hơn. Dạ. Dạ ăn thử đi. Đại ca ơi, ăn chè đại ca ơi. Thích cái đậu xanh. Đại ca là không thích dai, đại ca thích ăn chè ba màu nguyên thủy các bạn. Đó, đại ca thích chè này nè. Và các bạn ơi, bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Gia đình mình đi ăn chè và đi vòng vòng chơi. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Bye bye. Giờ đi, bye bye ông bà cô chú nè con. Con nói sao? Cảm ơn bà cô chú sao? Cảm ơn bà cô chú ủng hộ kênh chia sẻ của con. Bà cô chú nhớ bấm nút like và subscribe. Và con chúc ông bà cô chú một ngày vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Bye bye. Bye bye. Để đáp lại sự tin yêu và ủng hộ của quý đồng hương Houston và các vùng phụ cận trong nhiều năm qua, kính mời quý vị tham dự nhạc hội và khiêu vũ anniversary hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức bên trong tiệm Teletron Houston trên đường Bel Air, cảnh chợ Tân Bình trong 2 ngày thứ bảy 17 và chủ nhật 18 tháng 8, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Giao Linh, Trần Thái Hòa, Tấn Vũ, Sơn Tuyền, Anh Khoa, Đoàn Phi, Hoàng Nhung, Mạnh Cương, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Cam Thơ, Nguyễn Tiến Dũng, Trúc My, Leon Vũ, MC Nam Lộc, Anh Dũng, Ban nhạc Hoàng Nghĩa, Âm thanh Anh Tài. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội tại Teletron Houston, nồi cơm điện 3 khớp 14 đồng 99, bếp gas 14 đồng 99, cao hồng song 6 tuổi made in Korea, một hộp hai hũ 48 đồng, thố đất nung kho tộ chỉ 4 đồng 99, yến trộn với đông trùng hạ thảo một hộp 6 hũ 48 đồng, nồi cơm điện 10 khớp 19 đồng 99. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage Shinka JP 3000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất, với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời, 5 năm warranty. Mua ghế massage Shinka JP 3000 hôm nay sẽ được bài bác ghế Inada cũ $2000. Đây là cơ hội hiếm có để quý khách có thể trade in ghế Inada cũ để lấy về ngay $2000. Xin hãy nhanh chân lên vì ngân khoản bài bác chỉ có giới hạn. Ineo Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, làm medical device, làm da săn chắc, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ, lifetime warranty giá 11.950 đồng, sale 3.299 đồng. Lâm
5 Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa nám giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lifetime Warranty giá 18.750 đồng, sale chỉ 4.999 đồng. Mua chung một lúc hai sản phẩm được tặng thêm quà đặc biệt, nệm cứng rồng vàng chống đau lưng cao cấp Luxury Dragon Italy được bớt 5.000 đồng, mua lại nệm cũ 2.000 đô la. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Ghế massage M8 LE Neo Model 2024 được mệnh danh là The Best Luxury Medical Chair Made in Japan. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, được sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari và được giám định bởi thiết kế gia Ken Okuyama, giá 17.000 đô la Limited Edition. Mua ghế massage Luxury Decor Made in Japan tân tiến nhất hiện nay với các chiêu thức xoa bóp vai cổ kéo giãn cuộc sống rất tuyệt vời. Hay ghế massage LE Neo 17.000 đô la được tặng bộ máy Light Therapy O'Neill Totale giúp tẩy trừ độc tố trên da, nâng cơ mặt, Lifetime Warranty trị giá 11.950 đô la. Bàn ăn Sofaya 100% made in Italy, sale đến 35% off, trả góp không tiền lời. Hãy cùng các nghệ sĩ chung vui với Teratron trong chương trình nhạc hội và khiêu vũ Anniversary hoàn toàn miễn phí và cuộc đại hạ giá vô cùng hấp dẫn tại Teratron Houston trong hai ngày thứ Bảy 17 và Chủ nhật 18 tháng 8. Teratron Houston trên đường Bel Air, cảnh chợ Tân Bình, điện thoại 281-495-8999, 281-495-8999. Trang nhà TeletronUSA.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.